scraps in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hiếu Gucci và trong trận đấu ngày hôm nay có một điều rất là đặc biệt. Đó không phải là đến từ đội của bên mình mà đến từ đội của bên kia các bạn ơi. Thì trong trận đấu ngày hôm nay mình đi team 5 và gặp đội bên kia đó chính là đội của Trâm Anh 5 Phút nha. Thì Trâm Anh 5 Phút đánh cùng với lại Bonka các bạn ơi. Thì để xem là trận đấu ngày hôm nay sẽ như thế nào. Team bên kia thì họ bích những chất tướng nó mạnh về đầu game cho nên thế nào mình cũng bị ép về đầu game thôi. Adam thì đang cướp khu vực bùa xanh nhưng không có sự viện trợ đến từ vị trí của Nata, bởi vì Nata đã bị mid của mình cũng như Omega có máu trước đó rồi. Ok, phá vỡ được cái thế cướp rừng của Trâm Anh 5 Phút lúc đầu rồi nè. Nhưng mà mình tin chắc một điều rằng thế nào cũng phải có một cái thế ép thôi các bạn ơi. Tại vì bên kia có những cái chất tướng rất mạnh về đầu game, giống kiểu là Nata, như là Adam, như là Butterfly hoặc là Narok nha. Nhưng mà về cuối game thì rõ ràng team bên mình sẽ mạnh hơn với chất tướng của Hayate, với chất tướng của Vered nè, cũng như là Destra. Về cuối game nó sẽ là một cái gì đó cực kỳ kinh khủng luôn đó nha. Còn kèo ngày hôm nay thì chúng ta phải đi với lại Vio các bạn ơi. Vio với trang phục đó chính là Thần Long Tỷ Tỷ. Đây là bộ trang phục được buff sức mạnh rất là nhiều luôn á, cho nên là các bạn sẽ không thể nào solo lại với Vio đâu. Theo mình nghĩ là vậy thôi, còn không biết là các bạn nghĩ cái việc mà buff sức mạnh này có hay là không nữa. Arum thì đang ở trong bụi nè các bạn ơi. Arum đang trong bụi đứng rất cao bởi vì anh ta thấy được cái support chúng ta đang hỗ trợ cho mid nha. Hai bên bắt đầu giao tranh với nhau rồi và Arum đang tỏ ra khá là trâu. Một người bị xích đó chính là vị trí AD của team bên kia, nhưng team chúng ta bị cấu máu khá nhiều. Vedet có cho mình chiêu cuối nha, anh ta nhảy vào rất đẹp rồi, có được điểm hòa cuộc đầu tiên đến từ vị trí của Vio. Chúng ta đang đuổi theo Nata nhưng đó không còn nội năng nữa, trời ơi. Ây da, ăn nguyên một bộ combo của Trâm Anh luôn các bạn ạ. Và đó mình hơi chủ quan một tí, mình không còn nội năng nữa để thi triển cái chiêu 1. Nếu mình còn nội năng thi triển được cái chiêu 1 thì có lẽ giờ đây mình đã có được cái mạng điểm hòa cuộc đến từ vị trí của Trâm Anh rồi. Ây da, team bên kia lại bắt đầu ép sang khu vực bụi xanh rồi các bạn ơi. Nhưng mà lợi thế có vẻ như vẫn chưa thuộc về lắm cho đội bên kia ha. Team bên mình bắt đầu giữ bùa lại được rồi. Và VS bắt đầu lao lên nè. Trâm Anh do cái việc mà Trâm Anh không về hồi máu cho nên là lượng máu không còn quá nhiều nữa đâu, và buộc phải nằm xuống với lại đọt mệnh xích của VS rồi. AD team bên kia thì cũng mất đi tóc biến rồi nha. Team mình thì bắt đầu ép sang khu vực bùa đỏ nè. Trâm Anh không còn nhiều máu nha. Trâm Anh không còn nhiều máu mà không bỏ chạy đi, anh ta vẫn còn ở lại về đó. Một chấm máu nữa thôi là mình ăn được cái mạng của Trâm Anh rồi, và thậm chí là mạng của xạ thủ team bạn luôn. Ây da, ây da, kèo khó rồi các bạn ơi. Không thể nào ăn được mạng hai thành viên của đội bên kia. Mình đã cướp được thành công con bùa đỏ rồi nha. AD team bạn vẫn còn chấm máu thôi, và lần này không còn tóc biến nữa thì chạy làm sao được. Điểm mà gục rồi. Và tiếp theo sẽ là ai đây? Arum, nhưng mà Arum còn khá là trâu các bạn ơi. Bây giờ phải biến về thôi, tại vì bây giờ phải lui về một tí thôi, tại vì Trâm Anh cũng đã xuất hiện rồi nha. Rồi đây lại là một tình huống ép kèo nữa rồi đây. Team bên kia họ đang có rất đông người, và team bên mình cũng hỗ trợ cũng đông không kém nha. Hỗ trợ lẫn nhau là cần thiết về giai đoạn này, bởi vì team bên kia họ rất mạnh về giai đoạn đầu game. Chúng ta cần phải triển khai đánh nhau thôi. Ngục tù vĩnh hằng xích được Alistair, một thành viên đã bị nằm xuống, đó chính là vị trí của Arum. Không kịp dùng chiêu cuối cho mình, Narok bay vào nha, có cả Butterfly nữa, và đây là cuộc chiến giữa 4-5. Chúng ta có được lợi thế trong trụ nhưng mà Butterfly nó quét quá nhiều, chúng ta mất đi chiêu cuối rồi. Trời ơi, ôi làm sao mà về được đây các bạn ơi, làm sao mà về được đây. Rồi xong luôn rồi, không biết là ăn được mạng của Na không, không ăn được cái mạng của Narok luôn. Team bên kia họ di chuyển một lúc 5 người xuống khu vực dưới này, nhưng mà cũng rất là may mắn là khi mà di chuyển như vậy á thì tận dụng cái khoảng thời gian đó, tết chúng ta Destra đã lấy được cái trụ giữa rồi nha. Có một mình AD team bạn ở đây thôi. Arum đang khu vực cánh dưới, đây sẽ là thời cơ để chúng ta solo kill cùng với AD team bạn chủ phi tiêu vừa khớp luôn, để chúng ta có được điểm hạ gục đó rồi. Butterfly xuống nha. Trong trận đấu ngày hôm nay á, thì chúng ta cần phải có một cái lối di chuyển hợp lý các bạn ơi. Tại vì bên kia họ ép lane khá là nhiều, cho nên là mình cần phải di chuyển một hợp lý một xíu nha. Đi theo Alistair, bởi vì cái sự bảo kê của Alistair nó rất là chắc chắn các bạn ơi. Lần này thì Alistair nằm xuống rồi nha, VS xuất hiện rồi. Butterfly không còn nhiều máu nữa đâu, và Butterfly đã phải nằm xuống. Điểm hạ gục dành cho chúng mình, và 4-2 dành cho chúng ta rồi. Natalia chắc chắn là vẫn còn nằm ở đó và vẫn chưa về đâu, mình tin chắc là như vậy nha. Với cái lối chơi hộ báo của Nata thì có lẽ là không về đâu các bạn ơi. Ok, và đó là điểm hạ gục thứ 5 dành cho mình nha. 5-2 rồi các bạn ơi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua cướp bùa xanh của bên kia nè.
Trâm Anh thì đang có một cái góc chơi rất là đẹp, cho nên là cái khoa này, pha này thì mình cũng hơi rén một xíu nha. Nhưng mà team bên kia họ đã bắt đầu rút lui rồi. Ngọc Tù Bính Hằng nó xích được nè. Nè, bật lên cho mình qua cầu bằng xương, nhưng làm sao chạy được đây, dính bẫy của Aliter một lần nữa và buộc phải nằm lại rồi. Chúng ta có được điểm hạ gục thứ 6 trong trận đấu này. Tiếp tục ép khu vực lan trên này thôi các bạn ơi. Destra đang là một con bài nó rất là mạnh luôn á. Nhiều bạn chủ quan là chết với Destra nha. Destra, bạn Destra này là bạn thường chơi chung với mình đó các bạn. Ok, rồi pha này là Butterlight, pha này là Alice đi ẩu rồi các bạn ơi. Phải trả giá nha, nhưng mà mình đã có được cái mạng của Butterlight coi như là gỡ hòa trong tình huống này. Rồi, Nata dọn hết lính rồi các bạn ơi. Cái trụ này thì mình cần phải dọn, nhưng đó là Omega Nata lên quá cao rồi. Buộc phải nằm lại trong tình huống đó. Rút lui một xíu nha, rút lui một xíu nha các bạn ơi. Chúng ta bị thiếu đi Omega rồi. Đằng này Destra vẫn còn có chiêu cuối trong người nha. Anh ta bật lên cho mình chiêu cuối nha, đang gõ vào vị trí của Nata và Nata bốc hơi quá nhanh, một pha chủ quan đến từ vị trí của Trâm Anh. Chắc cái nguồn sát thương đến từ vị trí của Destra này không phải là một xem thường đâu các bạn ơi. Khi mà tập trung quá đông người á, theo mình biết hình như là cái lưỡi cưa này tập trung càng đông thì lưỡi cưa chém sẽ càng đau nha. Ok, pha này thì chắc có lẽ là mình phải ăn bùa xong rồi mình mới ăn mục tiêu các bạn ơi. Tránh trường hợp mà Na cũng như là Natalia bên kia có bùa xanh nha. Bây giờ là phút thứ 8 rồi, khi mà team bên kia họ không ép được mình á thì đây sẽ là lợi thế. Đây rồi, Trâm Anh đi một mình nha, đây là bảo phi tiêu nè, tóc biến và mình cũng có tóc biến luôn, Trâm Anh nằm lại rồi. 8-2 dành cho vị trí của Hayate rồi nha. Ok, rồi mục tiêu tiếp theo của mình là sẽ là triển khai ăn cho mình cái con rồng này thôi. Na cũng xuất hiện rồi, con rồng được lôi ra nha, lượng máu không còn quá nhiều nữa. Na bay vào và cướp chừng trị thành công được con rồng. Ây da, sao có thể như thế được đó nhờ. Nhưng mà kệ thôi, kệ không sao, đây không phải là con tà thần nha. Con tà thần nó sẽ rất là quan trọng, còn con rồng nó cũng góp phần đam thôi, chứ nó cũng không có quá quan trọng đâu. Mình nghĩ con tà thần nó sẽ rất là ngon hơn rất là nhiều nha. Thì bên kia bắt đầu ép lên rồi các bạn ơi. Omega bắt đầu băng càng vô rồi nha. Arum vẫn còn đó cái cắn trong người nha. Mười lăm giây nữa con tà thần này sẽ xuất hiện rồi. Đây sẽ là thời điểm tốt hợp để chúng ta có được cái con tà thần. Lúc này thì team bên kia họ có được bùa hại rồng á, họ sẽ không để nào ăn được cho mình cái con tà thần đâu. Thì đây sẽ là lợi thế dành chúng ta nha. Team bên kia thì họ bắt đầu triển khai cái thế ép trụ các bạn ơi, và chúng ta lao vào nha. Đây là Vegas lao vào và cấu được một phần máu nào đó đến từ vị trí của Natalia. Lần này chúng ta bắt đầu công lên thôi. Và Vegas một lần nữa ta xuất hiện rồi, ta quay trở lại xích đến từ vị trí của Aliter, xích chết được Arum luôn. Một lần nữa Arum không kịp dùng chiêu cuối. Ây da, lần này thì Destra bay vào trụ. Cả hai thành viên chúng ta bay vào trụ đó, có phải là sai lầm không? Khi mà thành viên ở phía sau không thể nào theo kịp được anh ta, Destra cần người viện trợ và chúng ta đã tới. Nhưng Butterline nó quét được mạng của Destra, và chúng ta cũng là kẻ xấu số luôn. Ây da, mặc dù đổi mạng nha, nhưng mà cái việc đổi mạng này nó không có lời lắm các bạn ơi, khiến chúng ta mất đi lợi thế rồi. Và thậm chí lần này chúng ta sẽ mất luôn có con tinh công các bạn ơi. Con tinh công đã thuộc về cho đội bên kia. Và Nata có một tình huống đi lẻ vào trong bụi nha. Support chúng ta thì có một cái đứng rất là đẹp, và Nata không biết được điều đó. Đòn bệnh xích của Venus bắt đầu băng vào, và đây là điểm hạ gục của Nata nằm xuống rồi. Team bên kia tạm thời mất đi lợi thế khi mà thiếu đi một chủ lực rồi nha. Con kinh công này vẫn đang tràn lên, và team chúng ta cũng vậy. Arum bắt đầu cắn rồi nha. Butterfly nhảy vào phía sau, nhưng chúng ta không để ý. Chúng ta nghĩ là Aliter có trối, nhưng Aliter không có trối. Ây da, chúng ta lại phải mắc phải sai lầm rồi các bạn ơi. Và khi mà chúng ta mắc phải những cái sai lầm như vậy thì trận đấu nó đang ngày một cân bằng hơn nha. Chúng ta đang có 5 người ở đây. Đây sẽ là một cái đợt tấn công cuối cùng, hay là chăng đây một cái góc khá hẹp giúp cho Nata có thể tung xả chiêu thức của mình. Nhưng Omega thì băng ngâu khá trâu cùng với con bài Destra nó khá nhiệt đi. Chúng ta hạ gục được một thành viên, đó chính là Arum. Và người tiếp theo đó chính là vị trí của Butterline. Và tiếp theo cuối cùng đó chính là AD team bạn phải ra đi rồi. Triple kill mang về. Và đó là một tình huống quét sạch. Chúng ta đã thắng kèo của Trâm Anh rồi. Ok, và một tình huống quét sạch ở phút thứ 15 của trận đấu này hôm nay. Và chắc chắn như vậy rồi, trận đấu nó đã thuộc về chúng ta rồi mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.